Sáng ngày 15 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các đối tượng Lê Quang Duy sinh năm 1997 và Hồ Văn Ngọc Hữu sinh năm 1996, cùng thường trú tại thôn Suối B, xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, ngày 20 tháng 11 năm 2014, Lê Quang Duy và Hồ Văn Ngọc Hữu đã lên kế hoạch đến công ty trách nhiệm hữu hạn trang trại nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Việt ở thôn Suối Thông B, xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương để trộm cắp một motor hiệu Toshiba trị giá trên 6,4 triệu đồng rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó cả hai bị công an huyện Đơn Dương bắt giữ. Mặc dù các đối tượng trên đã trả lại tang vật trộm cắp trước đó, nhưng để răn đe giáo dục các đối tượng khác, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt 12 tháng tù treo cho cả hai đối tượng, với mỗi đối tượng chịu mức án 6 tháng.